tông nữa. Thế mặt đất thì có rồi nhưng mà nó lại đua thêm bê tông nữa thôi. Cho bạn nó rộng hơn. Đây trên này nó có cái làm cho cái du lịch ở Tây Bắc thì lên. Trước đây nó còn chỉ có mấy điểm. Cao nữa, hình như là nó qua cái này là đất xung quanh.